Xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em đã quay lại trở lại với xưởng làm xe Tuấn Anh trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba đầu tuần, xưởng mình lại tiếp tục review một mẫu xe. Mẫu xe này là mẫu xe CD Bentley lên cho một người anh trai đến từ Lai Châu luôn nhá anh em nhé. Anh trai đến từ Lai Châu gửi một cặp xe này về xưởng mình làm. Và hôm nay xưởng mình cũng đã lên xong chiếc xe này cho anh ấy. Chuẩn bị trong chiều mai thì mình sẽ bàn giao hai chiếc xe này về với chủ nhân của em nó tại Lai Châu. Chiếc xe này thì được bên xưởng mình dọn nói chung là sạch sẽ và dọn lên đủ đồ cho anh ấy để cho anh ấy chơi. Thì sau đây mình sẽ quay chi tiết cái mẫu xe này cho anh em xem tham khảo. Chiếc xe của anh ấy trước khi gửi xuống thì nhìn rất là xấu, nó đã độ lại rất là nhiều thứ, không còn đồ nguyên bản nữa và cũng không còn đồ gì nữa, và mình cũng đã phục hồi sơn si và làm lại những thứ, thay thế những thứ cần thiết cho anh ấy. Và hôm nay thì mình cũng đã lên xong chiếc xe này và mình quay cái video để cho anh em tham khảo mẫu xe CD này. Thì thực chất bên nhà mình chỉ chuyên làm cái min thôi, nhưng mà mình dọn những cái CD này là theo yêu cầu của anh em. Thì anh em có nhu cầu dọn thì mình vẫn dọn mình vẫn dọn lên cho anh em đầy đủ nhá. Đây mình sẽ quay chi tiết này. Xe thì dọn full mới anh em nhá. Mình sẽ quay nhanh chiếc này để cho anh em tham khảo vì là mình còn rất nhiều việc. Đây này, xe thì mình làm mới từ con ốc đến vu lông này. Xi nhan bên tay phải này, xi nhan bên tay trái này. Những cái cồm này mình thay mới hoàn toàn anh em nhá, từ tay nắm đến mọi thứ luôn này. Yên nhức này, giá hàng này, đồ full mới anh em nhá. Nói chung là chiếc này mình chỉ còn giữ lại được mỗi phần khung thôi, khung và máy, còn lại là mình thay toàn bộ nha anh em nhé. Đấy, lốp láp này thay mới hoàn toàn này, sơn xước làm lại đầu bò này, chỉnh sửa lại hoàn toàn nha anh em nhé. Đấy, máy móc chiếc này thì bên xưởng mình không làm lại, anh ấy yêu cầu là không làm nên là mình cũng không làm. Nói chung là máy còn chạy ok nên là xưởng mình cũng không làm lại. Mình chỉ làm với cái giá thành rất là rẻ cho anh ấy thôi, chứ mình không lên full option. Chiếc này dọn lại chỉ hết có hơn chục triệu thôi, còn nếu lên full thì nó hết rất là nhiều tiền anh em nhé. Đấy, quay qua này, bên trái này, bên phải này. Đây, lấy hàng cho em đấy. Anh lấy tiền ở kia gửi cho em. Đấy, full option luôn nhá. Đấy, quay chi tiết này. Đèn thì đã lên một bộ đèn CD to nhá anh em nhá. Rồi này, đấy, thay từ gần số, từ con ốc nha anh em nhá, tất cả đều mới hết này. Phần nổ máy này rất là êm. Đèn đó này rất là êm luôn anh em nhá. Đầy đủ nhé. Đèn hậu, đèn đuôi đầy đủ anh em nhé. Đèn phanh này. Đó, đèn phanh tay này, máy móc nổ rất êm nhá. Máy này của anh ấy là mình không làm lại.
Sau đây mình xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của Trưởng mình trong thời gian qua. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của Trưởng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn toàn thể anh em.